Cổ động viên Man U kêu gọi đốt áo nếu Ronaldo gia nhập kình địch Man City. Cổ động viên Man U tỏ ra tức giận khi cựu cầu thủ của họ là Ronaldo đồng ý gia nhập đội bóng kình địch cùng thành phố là Man City ở mùa giải 2021-2022. Tối qua ngày 26 tháng 8, hàng loạt tờ báo châu Âu đưa tin Ronaldo đã đạt được thỏa thuận gia nhập Man City. Bản thân CR7 tiết lộ với gia đình là anh sẽ không thi đấu cho Juventus một phút nào ở mùa giải năm nay. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận 100% sự thật việc Ronaldo đòi rời Juventus để gia nhập Man City trên trang Facebook cá nhân. Đây là thông tin sốc với cổ động viên của Man U khi anh từng là biểu tượng của quỷ đỏ trong suốt giai đoạn từ 2003 đến 2009. Trước khi gia nhập Real Madrid, cổ động viên Man U từng mong ngày ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại Manchester. Song họ không ngờ đích đến của Ronaldo không phải là Old Trafford mà lại là đội bóng không đội trời chung của mình. Trên mạng xã hội Twitter, không ít cổ động viên Man U bày tỏ sự tức giận của mình khi kêu gọi nhiều người đốt áo của Ronaldo nếu tiền đạo 36 tuổi gia nhập Man City. Không chỉ các cổ động viên, bản thân huyền thoại Man U Wayne Rooney cũng bày tỏ sự không hài lòng của anh trước thông tin Ronaldo gia nhập Man City. Ronaldo sẽ hủy hoại di sản của mình nếu đồng ý đến Manchester City. Cậu ấy có thể đến PSG để phù hợp với tham vọng bóng đá lẫn tài chính của anh ấy. Tôi không thể tin việc Ronaldo đến Man City. Thành thực mà nói tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Cristiano về ngoại hạng Anh trong màu áo Man City là điều tôi không thể tưởng tượng nổi. Rooney chia sẻ trên kênh Sky Sports.